Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử nhân giống cây cỏ ba lá màu tím. Tôi dùng chai nhựa để đựng nước. Tôi dùng thuốc cho vào chai nước. Cho cành cỏ ba lá vào. Sau một tháng để trong bóng mát. Tôi sẽ xem nó có rễ chưa. Thật bất ngờ các bạn ạ, rất nhiều rễ mọc ra. Chúng đã nảy mầm và mọc rễ. Cách này thật đơn giản phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Hãy chia sẻ video giúp tôi.